Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại màn hình desktop của mình và mình là Lại Nguyễn. Chủ đề hôm nay của chúng ta đó là review một bộ giáo trình của kỹ sư Dương Trung Hiếu. Để xem bộ giáo trình này có gì đặc biệt khác so với bộ giáo trình khác thì chúng ta cùng xem nó có như thế nào và nội dung ra sao. Mời các bạn vào một buổi review. Thì đây, bộ giáo trình mình muốn review đó là bộ giáo trình VBS và Re-up có dung lượng 309 MB. Bây giờ chúng ta vào bên trong để khám phá xem bộ giáo trình này chứa những nội dung như thế nào nhé. Đầu tiên ở thư mục Movie, ở trong đây chúng ta có 8 bài và một lưu ý quan trọng. Ngay từ bài 1 đầu tiên thì thầy đã chia sẻ với chúng ta cách để đăng ký một VBS với $50. Cụ thể như thế nào thì các bạn sợ khi sổ bộ giáo trình này thì các bạn có thể xem. Bài thứ hai là upload file ISO, rất đơn giản, bài này có trên internet, các bạn có thể lên YouTube và gõ upload file video. Ở bài thứ ba đó là cài Windows cho máy ảo, bài này cũng tương tự như bài hai và nó được chia sẻ đại trà trên YouTube cũng như là các phương tiện truyền thông internet. Riêng ở bài 4, đây là một cái chiều đọc kiếm tiền hiệu quả với YouTube bằng VBS. Chiều này có thể là dùng VBS để view cho một kênh bất kỳ chạy suốt ngày để một là kéo view, hai là ăn thời lượng hiển thị quảng cáo. Và chi tiết như thế nào thì khi các bạn mua bộ giáo trình này qua trang dương.hiếu.com thì các bạn có thể xem kỹ càng hơn. Bài số 5 đó là kiểm tra nguồn video clip. Cách kiểm tra nguồn này cũng có trên mạng, đó là dùng Quiz IP để xem cái kênh đó có tham gia NET hay là GA hoặc là NET. Ở bài số 6 đó là re-up kênh chơi với GA. Bài này khá là đơn giản khi mà chúng ta download video về và dùng một cái phần mềm để thay đổi thuộc tính và thay đổi một số thông số về âm lượng cũng như là hình ảnh, sau đó render lại và up lên YouTube. Cách đặt tiêu đề và mô tả như thế nào thì khi mà các bạn xem video thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Mình không đi sâu vào chi tiết vì nó sẽ mất nội dung của tác giả. Chúng ta chỉ nói về phần bên ngoài thôi chứ nội dung bên trong thì đó là vấn đề bản quyền. Chỉ khi nào các bạn bỏ tiền ra mua thì các bạn học thì các bạn mới cảm nhận được độ chất. Đây chỉ là một buổi review sơ sài cũng như là hình dung cho các bạn biết bộ giáo trình gồm những nội dung gì, có nên mua hay không và ứng dụng có hiệu quả hay không. Chúng ta tiếp theo với bạn số 7 đó là re-up kênh chơi net không khó. Cái chiêu này là tự cổ chi kim của dân YouTube chúng ta, đó là cái chiêu đó là kéo nhỏ màn hình tràn bạch râu, bên cạnh đó thay đổi một số thông số của video cũng như là cách đặt tiêu đề. Thì cụ thể như thế nào thì khi các bạn xem thì các bạn sẽ hình dung ra. Ở bài số 8, mình đánh giá đây là cái bài quan trọng đối với mình, đối với cá nhân mình khi mà biết được VBS có thể chạy được web server trong việc điều khiển cũng như là chạy ứng dụng WordPress. Toàn bộ những nội dung này mình bài 8 là đối là quan trọng đối với mình. Còn cái re-up này thì mình không cần vì nội dung của mình chơi về bên mảng content. Lưu ý quan trọng trong lưu ý này thì kỹ sư Dương Trung Hiếu có đề cập là không chịu trách nhiệm về khi mà các bạn làm theo mà bị trích kênh hay là bị report từ chủ sở hữu.
Tóm lại, đây là 8 video ở dạng tham khảo khi mà một người nào đó chắt lọc kiến thức và chia sẻ lại với các bạn, giúp cho các bạn rút ngắn được khoảng thời gian mò mẫm trên con đường làm chủ YouTube. Xong, đây là phần đánh giá về các video. Bây giờ chúng ta ra ngoài và đánh giá phần data. Data là dữ liệu. Dữ liệu kèm theo chúng ta có thể thấy đó là một file test chứa đường link của file ISO và một cái Audacity ở dạng NTF, là dạng về WordPress. Trong cái file WordPress này thì thầy có để cho chúng ta một số thông số của Audacity trong việc qua mặt YouTube về âm nhạc. Trong phần template thì chúng ta có thể thấy có một Adobe Premiere Auto Sell. Trong đây có 4 template, mình cũng chưa sử dụng template này nên không biết là nó dùng để làm cái gì nữa. Và cái template nữa đó là Camta. Trong có tiếp theo là một cái file BNC. File BNC là một cái file rỗng nền dùng để tạo một cái bạch rau. Bạch rau tĩnh. Ở đây là một cái bạch rau rộng. Một cái file 14. Đối với ai mà review chuyên nghiệp thì có thể biết được. Còn những bạn như amateur mới bắt đầu làm việc với YouTube thì khó hình dung được những thứ này làm với cái gì. Rồi, chúng ta ra ngoài và review phần software. Hay đúng hơn đó là phần quà tặng. Trong phần software chúng ta có thấy một phần mềm đó là đổi property. Property là gì? Property là thuộc tính, tức là đổi thuộc tính của video như là ngày tháng, các thông số về tất các thông số kèm theo video như là tag, title. Tiếp theo đó là hai phần mềm hay cũng hơn đó là cặp bài trùng YouTube download và YouTube upload. Hai phần mềm này bạn có thể tìm thấy trên mạng dễ dàng và được chia sẻ miễn phí. Tiếp theo đó là MD5, đây là một phần mềm đổi mã, đổi cái mã video trong việc qua mặt YouTube. Vì mỗi video được up lên YouTube được gắn cho một cái mã, và phần mềm này giúp cho chúng ta đổi cái mã đó để up lên trở lại để không bị trùng khớp với kênh chủ sở hữu. Tiếp theo đó là Audacity. Audacity đây là một phiên bản Rotable, một phiên bản giải nén ra là sử dụng luôn chứ không có qua bước cài đặt. Phần mềm tiếp theo đó là Title Video Converter phiên bản 3.7.1. Bên trong các bạn có thể thấy một phiên bản cài đặt và một cái file test chứa serial. Serial là gì? Serial đó là một cái cây khi mà phiên bản đòi hỏi người dùng trả bản quyền thì khi mà điền cái cây vào thì nó sẽ cho sử dụng tiếp và không gây trở ngại trong quá trình sử dụng. Đây là toàn bộ toàn cảnh về cái giáo trình re-up và VPS. Quan điểm cá nhân của mình là bộ giáo trình này chỉ để tham khảo. Vì hiện nay chính sách của YouTube thay đổi liên tục, không chắc chắn rằng những chia sẻ kiến thức này đã đây là toàn cảnh giáo trình review và VPS của kỹ sư Dương Trung Hiếu. Qua bài review này các bạn có thể thấy và hình dung được nội dung bên trong là cái gì mà đưa ra quyết định rằng có mua hay không. Cái câu trả lời mua hay không đó là tùy vào tâm thức của mỗi người, vì các bạn có thể hay với người này và dở với người kia. Thì người nào thấy hay có lợi và có thể học tập được từ bộ giáo trình này thì có thể mua. Còn người mà cho rằng bộ giáo trình này là tào lao thì có thể bỏ qua và cũng không quan tâm. Đây là buổi review của mình đánh giá một cách khách quan.
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem buổi review bộ giáo trình này. Còn khá nhiều bộ giáo trình mà mình sẽ review cho các bạn. Hy vọng rằng là các bạn có thể thông qua video này và quyết định rằng có mua hay không. Tại vì các bạn còn lưỡng lự trong việc là không biết nội dung bên trong như thế nào, thì hôm nay mình đã giải quyết cho các bạn thấy được nội dung của từng sản phẩm, từng giáo trình. Và không những toàn bộ giáo trình này đâu, mình còn sẽ review cho các bạn một số về tool cũng như là các bộ giáo trình của những người đi trước để lại. Và xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại ở những video review tiếp theo. Đừng quên subscribe cũng như là cho mình một cái comment về nhận xét về cái video review này, để mình cải thiện cũng như là thay đổi phong cách review ở những bộ giáo trình sau. Cảm ơn các bạn, chào và hẹn gặp lại.